Mica với dưa sữa bờ hồng là hoàn toàn cái lá nó giống tới 80% nha bà con. Chúng ta không thể mà phân biệt ra được đâu nha bà con. Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp 3 xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và bên trung tâm cây giống chỉ xài 2 số điện thoại duy nhất hiện trên màn hình. Quý bà con có gì thắc mắc không hiểu thì cứ gọi vào 2 số điện thoại trên để bên trung tâm cây giống giải đáp thắc mắc cho quý bà con chúng ta một cách sớm hơn và tốt hơn nha bà con. Và cái tiêu đề ngày hôm nay Ly muốn chia sẻ cho quý bà con về cây vú sữa Mica nha. Vú sữa Mica thì thể loại không mũ nha, trồng trong vòng từ 18 tháng có thể cho trái. Trái ăn rất là ngon nha bà con. Đây là lô vú sữa Mica nha. Vú sữa Mica thể loại bên Ly là cây ghép chui. Cây vú sữa thực sinh sẽ chui vào cây vú sữa Mica rồi bên Ly cắt xuống và sẽ cắt đọt và nuôi lại ha. Nuôi lại cho đi những cái cơ giống dày này nha bà con. Khi mà quý bà con chúng ta hỏi mà cây bên Ly là cây cao bao nhiêu thì Ly sẽ nói là cây cao từ 3 tấc tới 4 tấc nha. Tại thể loại là cái cây nó rất là cao, thật sự là cây mới cắt xuống rất là cao nha bà con. Bên Ly sẽ đều cắt đọt như vậy nè, rồi nuôi lại cho nó ra những cái cây mới như vậy. Quý bà con chúng ta về trồng khi nó mới phát triển đồng bộ nha bà con, cây không còn hao hụt về cây giống nữa ha. Bên Ly đều cắt lại và nuôi trong cái chậu C6 giống như vậy nha bà con, rồi bên Ly mới xuất hàng. Đây là vú sữa Mica. Vú sữa Mica thì chúng ta trồng trong vòng từ 15 đến 18 tháng là cho trái nha. Vú sữa Mica thì chịu hạn mặn cũng rất là tốt nha bà con. Một năm thì có thể cho được 2 vụ nha, không phải giống như vú sữa lò rèn 1 năm 1 vụ. Vú sữa Mica thì bạn này phát triển hơn. Vú sữa Mica thì bạn này 1 năm cho được 2 vụ. Trái thì ăn rất là ngon nha bà con, không mũ nha. Chúng ta có thể gọt một lớp vỏ mỏng ở bên ngoài ra rồi chúng ta ăn nha. Gọt cũng giống như gọt vỏ xoài vậy hả bà con. Gọt cái lớp vỏ mỏng ra rồi chúng ta xẻ ra làm 3, làm 4, làm 5. Chúng ta thích xẻ như thế nào thì chúng ta xẻ như thế nấy hả bà con. Rồi chúng ta lấy cái đĩa là cái muỗng như chúng ta ăn nha. Còn đây thì bên Ly cũng đang đóng cái lô vú sữa Mica đi về chợ Gia Măng, tỉnh Đồng Tháp nha. Đây là chị Yến nha, chị Yến là bên bộ phận đóng hàng nha. Còn bạn kia là bạn Tí ha, cũng là bên bộ phận đóng hàng luôn. Thì hôm nay bên Ly sẽ ship hàng bưu điện lại nha bà con. Nếu như cô chú anh chị nào mà cần mua số lượng cây giống ít thì bên Ly sẽ ship bưu điện tận nhà nha. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 10, bên trung tâm cây giống là ship hàng online lại nha bà con, gửi hàng bưu điện giao tận nhà cho quý bà con chúng ta luôn nha. Cô chú anh chị nào mà cần mua cây giống số lượng nhiều hay số lượng ít thì bên Ly cũng giao tận nhà nha bà con. Ship qua đường VNT hoặc Viettel Post ha bà con. Cũng có rất là nhiều cái phương tiện để chúng ta nhận hàng tùy theo cái đơn vị nha. Đây là vú sữa Mica nè. Vú sữa Mica trồng kinh tế cũng rất là cao nha bà con. Ăn trái cũng rất là ngon. Trái trọng lượng từ 300g đến 800g. Nhưng mà trái trung bình thì 2 trái 1kg. Tức là từ 300g đến 600g là số lượng nó sẽ nhiều. Từ 700g đến 800g thì số lượng nó cũng rất là ít ha bà con. Và những cái cây vú sữa Mica như vậy nè là cái khi mà cái cây của chủ vườn mà chưa cho trái chín luôn nha bà con là đã được những cái thương lái vô bỏ cọc và dặn trước nha bà con. Trái vú sữa Mica thật sự là rất là hút hàng. Ly cũng muốn thường chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây trồng kinh tế thì có thêm một loại vú sữa Mica này nữa nha bà con. Trồng rất là nhanh cho trái và đang được những cái thương lái thu rơm rất là nhiều. Khi mà quý bà con muốn ăn thử về cái vú sữa Mica này thật sự là rất là khó khăn nha bà con. Tại vì những cái thương lái đã dặn trước rồi, bỏ cọc trước để giành lại ha bà con, giành lại những cái khu vườn và lấy những cái trái này xuất nha. Tại vì người tiêu dùng rất là chuộng về cái dòng vú sữa Mica như này. Thứ nhất là bạn này không có mũ ha bà con. Thứ hai là ruột ăn rất là giòn. Thứ ba là ăn rất là ngọt nha bà con. Thứ tư là rất là dễ ăn ha. Ăn cái vú sữa này giòn giòn ngọt ngọt ha. Chúng ta có thể mà gọt lớp mỏng vỏ ra rồi chúng ta bỏ tủ lạnh ăn thì rất là ngon nha bà con. Ăn ngon hơn là khi chúng ta bỏ vô tủ lạnh nha. Thể loại bên Ly là cây ghép chui. Ghép chui và nuôi lại hết nha bà con. Đây nè. Nuôi cho đi cơ giống vậy nè. Cái này là đều là đi ra cái cơ mới hết nè nha. Để Ly quay camera lại nha bà con. Đều là đi cơ lại nè. Cây nào cũng vậy nha bà con. Bên Ly đều nuôi lại hoàn toàn hết nè. Nè, bốn cái đọt mới lên nè ha. Đây là màu của vú sữa Mica ha bà con. Vú sữa Mica thì quý bà con chúng ta mua cái lá của nó rất là giống với cái vú sữa bơ hồng nha bà con. Chúng ta muốn đầu tư về cây vú sữa Mica thì chúng ta nên tìm những nơi nhà cung cấp cây giống uy tín mà chúng ta đặt lòng tin để trồng cho khu vườn của mình nha bà con. Chúng ta mua hàng trôi nổi thì rất là dễ bị nhầm với cái vú sữa bơ hồng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vú sữa lò rèn nha. Vú sữa lò rèn thì chúng ta có dễ phân biệt hơn tí xíu. Tại vì cái vú sữa lò rèn thì cái chót đuôi này nè nó rất là nhọn, hay bà con nó nhọn hơn rất là nhiều. Quý bà con nào mà tinh mắt thì chúng ta có thể nhận dạng ra được là cái vú sữa lò rèn, nhưng mà đặc biệt cái vú sữa MICA với vú sữa bơ hồng là hoàn toàn cái lá nó giống tới 80% nha bà con. Chúng ta không thể mà phân biệt ra được đâu nha bà con. Nếu như nhà làm giống thì chúng ta có thể dễ phân biệt ra, còn khi mà quý bà con chúng ta tay ngang ha bà con, chúng ta khó mà phân biệt ra đâu là vú sữa bơ hồng và đâu là vú sữa MICA thật sự luôn á. Đây nè ha, bên Ly là nuôi loại nè, đi cơi đây nè, đi búp khác nè ha. Còn đây nữa nè. Vú sữa MICA thì bên Ly nhân giống từ cây bố mẹ, từ cây đầu dòng nha bà con, nên số lượng rất là có hạn, sẽ không có được cái gốc to giống như là cây vú sữa rồi rèn hay vú sữa bơ hồng gì nha bà con. Tại vì cái thể loại vú sữa này thì những cái cành, cái nhánh của bạn này thì nó rất là ít ha, nên người ta chỉ chui trong những cái chọt nó hơi nhỏ. Còn nào mà anh chị nào mà muốn mua cái chọt to thì thật sự là hơi khó nha bà con. Vú sữa MICA thì cái gốc này thì nó sẽ nhỏ hơn, nó chỉ bằng từ cái ngón tay út chúng ta thôi ha, nó chỉ bằng ngón tay út như vậy, còn bằng ngón tay út như vậy ha. Có cây thì nó cũng nhỏ hơn, còn có cây thì nó cũng to hơn, nhưng mà cái cây to thì nó đa số thì nó sẽ ít hơn là cái phần mà cái cây nhỏ nha bà con. Giống như cái cây này ha, cái cây này thì nó sẽ hơi to nè. Tại vì thể loại mà vú sữa MICA này thì những cái cây giống mà chất lượng và những cái cây bố mẹ thì nó rất là ít ha bà con, nên chui những cái nhánh nó cũng hơi nhỏ hơn là cái vú sữa bơ hồng và vú sữa lò rèn nha bà con. Này thì cũng đang, mấy chị cũng đang đóng thùng ha. Xuất đi thì đều có cái mã QR này nha bà con. Quý bà con nào có Zalo thì check cái mã QR thì sẽ ra những cái tiêu đề và những cái hệ thống của bên Trung Tâm Cây Giống hết nha. Bên Trung Tâm Cây Giống luôn cam kết với quý bà con là cung cấp cây giống chất lượng nha bà con. Cái thứ nhất là cây giống chuẩn về giống nè. Cái thứ hai là cây phải đảm bảo chất lượng cho quý bà con chúng ta đầu tư ha. Để qua cái Gia Ly xin nhắc lại địa chỉ của Trung Tâm Cây Giống được đặt ở ấp 3 xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và cái video này quý bà con có gì thắc mắc không hiểu thì cứ gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên Trung Tâm Cây Giống giải đáp thắc mắc cho quý bà con chúng ta một cách nhanh hơn và tốt hơn nha bà con, được đồng hành cùng quý bà con chúng ta luôn ha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.